Bảo là về quê đón Tết mà suốt ngày chỉ có ăn, ăn với ăn thôi. À đấy là mẹ mình nói thế, chứ mình thấy cũng đúng thật. Để mình cho mọi người xem một ngày mình ăn những gì nhá. Hầu như lúc nào về Vinh á, buổi sáng mình cũng phải ăn bánh mướt. Tại Hà Nội hiếm có chỗ nào bán mà mình mê món này lắm. Bản chất nó cũng giống bánh cuốn nhưng mà không có nhân, chỉ ăn không vậy với giò lợn thôi, nhưng mà mình vẫn thấy ngon đỉnh. Cứ đều đều sáng ra làm một suất 15k là đủ no nê rồi. Giờ đi một vòng quanh sân, ngâm ngâm nghiêng nghiêng mấy cái cây, hít tí khí rồi là lại đến giờ ăn trưa. Khổ ghê, cơ đã không muốn ăn mà bố mẹ cứ bảo vào ăn đi, nay nấu nhiều món ngon lắm. Bố mình thì đích thị là đầu bếp rồi, nấu số 2 không ai số 1 luôn. Và mẹ mình cũng đảm không kém. Nói chung từ khi mình đi làm là bố mẹ chả bắt mình phải làm cái gì nữa. Ngày xưa mình cứ hay nạnh với anh trai là sao ông ấy không phải rửa bát, không phải làm gì mà mình thì phải rửa hết. Giờ thì hiểu ra là lớn lên bố mẹ cũng chẳng bắt con cái làm gì nữa đâu. Ở bên phụ giúp vài việc lặt vặt là được rồi. Còn trước là đang dạy cho mình biết làm cái này cái nọ đó. Ăn trưa xong chiều chiều có họ hàng tới chơi nè. Ui giả mình có mấy đứa cháu cứ đòi quay cảnh này bằng được, để chúng nó có được lên top top của gì. Mình mới 23 tuổi thôi mà nhiều cháu lắm, cháu nội cháu ngoại cháu nào cũng có tố chất tấu hài. Trông nó để nguyên hai quả bóng bay trên cái bờ mà trời ơi cười xỉu. Thôi được rồi, tối làm nhẹ nhàng đĩa bánh tét rán rồi đi cà phê cà pháo với bạn bè tí xíu nhở. Nói chứ tầm này mà quán cà phê trà sữa nào mở thì phải gọi là kín mịt khách luôn. Mà thành phố Vinh bây giờ cũng khang trang lắm, đoạn gần quảng trường người ta trang trí hoa hòe quá trời, tha hồ mà check in sống ảo. Tính ra một ngày nghỉ Tết của mình quanh đi quẩn lại chỉ có vậy thôi. Còn mọi người thì sao, có gì vui không kể cho mình nghe với nhá. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.